Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Phát. Tại sao chúng ta nên mua xe 3 bánh Cute 08? Hãy cùng Máy Phát tìm hiểu trong video này nhá. Phiên bản xe đẹp 3 bánh Cute 08 tự tin là một trong những mẫu sản phẩm xe đẹp 3 bánh đa năng 3 chỗ ngồi tốt nhất trong tầm giá dưới 15 triệu ở Việt Nam nhá. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là tại sao nó lại như vậy nhá. Tại sao phiên bản Cute 08 này được gọi là xe đẹp 3 bánh đa năng 3 chỗ ngồi thì cho mọi người xem này. Đây là chúng ta sẽ có một trong những chiếc xe rất là tiện lợi. Và đây là phiên bản màu đỏ nhá. Phiên bản này thì sẽ có hai màu đỏ và xám nhá các bác nhá. Đây, 1, 2 và 3 chỗ. Chúng ta có thể chở được hai người lớn, một trẻ em hoặc là một người lớn, ba trẻ em. Và tại sao Mạnh Phát lại giới thiệu phiên bản Cute 08 đến mọi người? Bởi vì mọi người biết không ạ, xe ba bánh bây giờ không còn cái gì là xa lạ nữa rồi. Rất là nhiều các bác có nhu cầu bởi vì chúng ta hiểu cái tính năng của nó rồi. Trước kia thì có một thời gian khi mà xe ba bánh mới vào Việt Nam thì mọi người thường quan niệm là xe ba bánh dành cho người khuyết tật hay người bị tai biến đúng không ạ? Nhưng mà thực tế bây giờ không phải như vậy. Xe điện ba bánh bây giờ nó đã thể hiện ngay cái sự đa dụng và tiện lợi của nó rồi. Đó là với một những chúng ta phải thường xuyên phải đi đón trẻ con khi mà bây giờ các khu công nghiệp phát triển. Đấy, các anh chị, các bạn hay là các em phải đi làm xa, phải gửi các cháu, các con ở nhà. Thì ông bà chăm các cháu thì thông thường một ông bà thậm chí là hai ông bà ở nhà chăm ba đứa cháu thì đi một chiếc xe máy đi nó không còn tiện lợi nữa. Đúng không ạ? Và một chiếc xe như này chúng ta thể đón được ba bé, một bé ngồi đây này, hai bé ngồi đây. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh và rất là tiện, và đặc biệt là nó sẽ không đổ được đi, nó rất là an tâm bởi bé đằng sau sẽ có cả cái quây như này này, bé đằng trước thì có chỗ bám này, người ngồi ở giữa này, xe thậm chí có số tiến số lùi rất là tiện lợi. Và đặc biệt ở đây chúng ta đang nói về phiên bản Cute 08 là một trong những cái mẫu xe mà có cái giá rất là phải chăng. Mọi người hình dung nhá, một chiếc xe máy điện bây giờ chúng ta đã mua trên thị trường từ 15 đến 19 20 triệu rồi, và một chiếc xe điện ba bánh như thế này đấy, đi được 60 cây một lần sạc và tốc độ tối đa của nó chỉ khoảng 35 40 cây một giờ thôi, rất là vừa phải. Mà chở người thì rất là đa dụng, lại có số tiến số lùi như ô tô luôn, thậm chí là có cả phanh tay này, phanh chân. Đấy, mà giá của nó chỉ có 14.900.000 cho phiên bản tiêu chuẩn 4 bình ắc quy nhá. Và không những thế, chúng ta sẽ nhìn thấy này, xe có cả giỏ xe đằng trước này, để đồ rất là tiện lợi đúng không ạ? Giỏ xe thôi chưa đủ đâu ạ. Chúng ta sẽ có cả một cái cốp ở đằng sau có dung tích khoảng 20 lít để chúng ta để đồ này. Xe là giấy tờ nhập khẩu chính hãng đầy đủ luôn này. Đấy, mua hiểm sạc tặng kèo cho xe luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi. Đấy là về cái tính năng và sự đa dụng của phiên bản xe ba bánh nhá. Đặc biệt là phiên bản Cute 08 này với mức giá rất là hợp lý nhá. Chất lượng thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu này. Đối với dòng xe trong tầm giá này thì chúng ta đã có được giảm sốc dầu này. Bánh xe là 300-10 này. Đấy, vành là vành nhôm này. Nhìn chiếc xe có độ chắc chắn cứng cáp này, giỏ xe dày dặn này. Đấy, màu sắc sắc nét này, đặc biệt là da ghế này mọi người nhìn này. Đây, da ghế cực kỳ êm. Đây, và cực kỳ dày. Đấy, độ hoàn thiện rất là cao, và Mạnh Phát sẽ bật cả mặt đồng hồ cho mọi người nhìn này. Nó mặt đồng hồ chính hãng có logo của nhà máy này. Có thông tin hiển thị vạch báo pin này, tốc độ này, quãng đường đi được đầy đủ này. Và đặc biệt là dòng xe này rất là thông minh. Chúng ta có cả hệ thống báo lỗi tín hiệu số trên mặt đồng hồ luôn. Đó là khi xe bị lỗi tay ga, lỗi IC, lỗi động cơ hay lỗi hệ thống điện, nó đều báo trên mặt đồng hồ này. Và chúng ta sẽ rất dễ dàng trong quá trình thay thế và sửa chữa nhá. Đấy, bánh sau của xe cũng vậy, đều được trang bị là bánh 300-10, lốp không xăm. Nó rất là tiện trong quá trình là chúng ta di chuyển và dễ dàng thay thế nhá. Và với mức giá chỉ có 14.900.000 thôi, chúng ta đã có một chiếc xe được sở hữu cầu V-Size rồi này. Đây ạ, khi chúng ta kênh một bánh lên, một bánh chạy, một bánh không ạ. Tức là chiếc xe của chúng ta đang có cầu V-Size để khi chúng ta vào cua đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người điều khiển chiếc xe này nhá. Đấy, rất là tiện đúng không ạ? Và rất là hay. Một chiếc xe với một mức giá nó cực kỳ hợp lý mà đem lại chất lượng thì Mạnh Phát đánh giá luôn là tốt nhất Việt Nam trong phân khúc dưới 15 triệu luôn. Xe thì chúng ta sẽ có là hai giảm sóc trước và hai giảm sóc sau nhá. Mà chỗ ngồi thì rất là thoải mái, rất là cứng cáp. Đây, phanh này thì sẽ có cả phanh tay, phanh chân này. Phanh bên phải là phanh trước, còn bên trái là phanh sau ạ. Ở đây Mạnh Phát sẽ đi thử cho mọi người nhìn này. Đây. Đấy. Xe đi êm, mượt và không hề bị giật một tí nào nhá. Một số bác rất là sợ là xe điện ba bánh của chúng ta là bị giật hay là ga lên nó bốc quá, thì con này ga lên nó rất là êm và rất là mượt nhá. Đấy, Mạnh Phát sẽ đi cả số lùi cho mọi người xem này. Đấy, số lùi này. Đấy. Hay là bây giờ Mạnh Phát sẽ leo thử lên cái vỉa hè này để cho mọi người nhìn xem mà chiếc xe của chúng ta có vận hành ok không nhá. Đây. Leo vỉa hè này. Đấy. Rất là nhẹ nhàng bởi vì bánh của xe này được trang bị là bánh 300-10 mà, nên là xe đi rất là dễ dàng. Đấy, xuống xe này. Đấy, rất là nhàn nhá. Thậm chí Mạnh Phát sẽ đi thử này, kênh một bánh lên vỉa hè cho mọi người nhìn này. Đấy, một bánh dưới đất này, xe vẫn vận hành rất là ok này. Đây. Đấy, không sợ lật, không sợ đổ nhá, bởi vì khi mà chiếc xe của chúng ta được trang bị cầu V-Size rồi thì chiếc xe vận hành rất là yên tâm. Đấy. Đấy, một chiếc xe đem lại cho chúng ta một trải nghiệm lái rất là ok. Đấy, với những bác mà bị tai biến hoặc là bị mất một tay một chân do chúng ta thương binh hay chúng ta đi kháng chiến về thì chiếc xe này nó quá là ok rồi đúng không ạ?
một chiếc xe nó rất là tiện, và thậm chí Mạnh Phát có thể hỗ trợ chuyển tay ga này, chân phanh này, sang bên trái là hoàn toàn miễn phí luôn. Nói chung là nó rất là đa dụng. Trong quá trình sử dụng mình có thể là cá nhân hóa của nó để cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của chúng ta. Và thực tế là đến bây giờ thì Mạnh Phát bán rất là nhiều những chiếc xe này cho những bác mà chỉ gọi là tầm 60 thôi. Mọi người đã thích mua chiếc xe này rồi bởi vì nó rất là nhàn. Đấy, thời buổi bây giờ mà chúng ta cần như nào, chúng ta cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta sử dụng thôi. Còn không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Rất là tiện lợi. Và chiếc xe này sẽ được Mạnh Phát bảo hành chính hãng cho mọi người 1 năm nhé. Và Mạnh Phát nhắc lại một chút này, xe của chúng ta đến từ nhà máy Xích Long. Đấy, thương hiệu chính hãng và nhập khẩu. Giấy tờ đầy đủ cho mọi người luôn. Đây. Đấy. Xe được bảo hành 1 năm và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Chiếc xe này sẽ chạy được là 60 km một lần sạc và tốc độ tối đa là khoảng 35 cây một giờ nha mọi người nhé. Một chiếc xe cực kỳ tiện và giá của chiếc xe này là 14.900.000 và xe có màu đỏ và màu xám. Đây là một trong những cái mẫu xe ba bánh có mức giá phải chăng và vận hành rất là ít lỗi nhá. Gần như Mạnh Phát chưa gặp lỗi ở trên chiếc xe Qute 08 này bao giờ. Một chiếc xe cực kỳ tiện lợi và đánh giá luôn là trong cái phân khúc này thì đây là một sự lựa chọn có thể đánh bại gần như tất cả các đối thủ. Hiện tại thì trên thị trường xe ba bánh mọi người biết rồi, đúng không ạ? Có rất là nhiều loại, thậm chí có những đơn vị bán chiếc xe có 12.900.000, kiểu dáng nó cũng ná như này. Nhưng mà chất lượng của nó thì ôi dồi ôi, bởi vì nó không đến từ bất kỳ một thương hiệu nào cả, nó là hàng trong ghép thôi, hàng gia công ở mức độ nó khá là kém. Thực ra là chênh nhau 1-2 triệu thôi, nhưng mà không tội gì mà chúng ta phải mua những sản phẩm như vậy cả. Chúng ta cứ sản phẩm chính hãng đến từ những đơn vị phân phối uy tín, dịch vụ tốt mà mua, không tội gì chúng ta phải đi mua hàng trôi nổi, đúng không ạ? Và Mạnh Phát tự hào là một trong những đơn vị kinh doanh xe điện uy tín tại Việt Nam với chất lượng, dịch vụ cũng như là đội ngũ kỹ thuật, và hàng thì cam kết là hàng chính hãng cho mọi người nhé. Nếu mọi người có nhu cầu về phiên bản xe điện ba bánh Qute 08 này thì có thể nhấc máy lên và alo cho xe Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993. Xin chào và hẹn gặp lại.